Đây là hình ảnh vụ ngộ độc nghiêm trọng tại xã Cản Tý, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đầu tháng 5 năm 2013. Trước đó thì một gia đình có 11 người ăn bánh trôi ngô. Sau khi ăn đều có các biểu hiện như đau đầu, buồn nôn, sốt, tiêu chảy. 4 người đã tử vong. Nguyên nhân là vì bột làm bánh trôi ngô nhiễm nấm mốc chứa nhiều độc tố và trong đó có độc tố aflatoxin. Độc tố từ mốc thì có từ các loại thực phẩm rồi thì thậm chí cả các loại thuốc y học cổ truyền cũng thể có. Đáng chú ý nhất là rõ nhất là người ta thấy trong các loại thực phẩm. Để độc tố của mốc thì có rất nhiều chất. Trong đó hiện nay có những chất mà người ta đã thấy rõ gây nguy cơ tới sức khỏe. Ví dụ như là aflatoxin, rồi thì zealenon, rồi ocratoxin, rồi thì rất nhiều chất khác. Đáng chú ý là chúng ta mới chỉ biết nói nhấn mạnh nhiều về cái aflatoxin thôi. Riêng trong aflatoxin có rất nhiều chất trong cái nhóm đấy. Những cái độc tố mốc này nó gây cái ảnh hưởng khác nhau. Nếu mà ăn uống với lượng lớn, đấy, đặc biệt là hay xảy ra ở những vùng sâu vùng xa. Ở nước ta thì đáng chú ý ở miền Bắc Việt Nam, chúng ta Hà Giang là một cái nơi mà xảy ra nhiều trường hợp ngộ độc các độc tố từ mốc. Đấy, đáng chú ý là do ăn bánh trôi ngô xảy ra những năm trước đây và từng vụ ngộ độc và xảy ra nhiều năm liền. Đấy, gần đây có vẻ để ít hơn, tuy nhiên vẫn đấy là một cái nguy cơ. Đấy, và mỗi vụ ngộ độc như thế chúng ta biết là có nhiều người bị ngộ độc và nhiều người tử vong, và thường ngộ độc viêm gan, suy gan, tử vong thì tử vong rất là cao. Tại các tỉnh vùng cao, ngô là lương thực chủ yếu sử dụng hàng ngày. Mỗi mùa thu hoạch, ngô được hái xong, dồn vào bao rồi lan xuống đường. Người dân lại đâu biết rằng chính cách thu hoạch thô sơ, tạm bợ như thế này là cơ hội lý tưởng để nấm mốc xâm nhập vào ngô. Và những bắp ngô lốm đốm xanh vàng của nấm mốc không phải hiếm gặp. Bột ngô mốc dù chế biến thành mèn mén hay là bánh trôi cũng không thể loại bỏ độc tố aflatoxin. Vậy nên nó chính là sát thủ trong mỗi bữa ăn của người vùng cao. Và không có gì là lạ khi hàng năm tại Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La lại xảy ra những vụ ngộ độc chết người do ăn bánh trôi ngô. Aflatoxin đã là một nhóm có rất nhiều hàng chục chất. Đấy. Thì cái loại độc tố mốc này nó có từ các cái loại thực phẩm, ví dụ như là các loại ngũ cốc, các loại hạt có dầu, rồi thì các loại kể cả lúa mì, gạo, rồi thì những cái loại quả hạnh khác. Đấy. Đáng chú ý là cái loại cỏ, những hạt có dầu, và ví dụ chúng ta có lạc, các loại đỗ nhiều. Thế thì hay xảy ra ở dưới hai cái dạng. Một là ngộ độc cấp tính. Ngộ độc cấp tính là xảy ra với những vùng mà người ta dùng nhiều những cái loại thực phẩm mà có mốc với lượng lớn thường diễn. Đấy, thường là những cái vùng sâu vùng xa và sử dụng một vài loại thực phẩm ít thôi nhưng mà sử dụng lớn và cũ, ví dụ như là ngô hoặc dùng số loại gạo để lâu quá, đấy, không bảo quản để mốc, đấy, và không có sự thay mới. Đấy, không có cái sự nguồn thực phẩm mới thay đổi thường xuyên. Đấy, ví dụ như là rõ nhất aflatoxin gây viêm gan, gây suy gan, gây tử vong, những cái vụ ngộ độc lớn, ví dụ như là ăn bánh trôi ngô ở Hà Giang, nước ta. Thế rồi thì nhiều nước trên thế giới, các nước phát triển, châu Phi, Ấn Độ, nhiều nước khác cũng xảy ra các cái vụ ngộ độc tương tự. Đấy là ngộ độc cấp tính. Thế còn những trường mà ảnh hưởng lâu dài thì nếu dùng với lượng ít như kéo dài hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái aflatoxin nó gây những cái ảnh hưởng khác. Đáng chú ý đó là gây ung thư gan. Thế rồi thì nó ảnh hưởng đến cái hệ miễn dịch, làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Rồi thì ảnh hưởng một loạt các cái chức năng khác, các cơ quan khác của cơ thể. Không chỉ ở miền Bắc, tại các tỉnh miền Trung như là huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, một vài năm gần đây xuất hiện căn bệnh lạ với các biểu hiện viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Sau khi thu thập chứng cứ, Bộ Y tế đã xác định được nguyên nhân của bệnh lạ là do người dân ăn gạo cũ mốc đã vón cục có chứa nhiều độc tố aflatoxin. Một số người bị suy gan, suy thận đã không qua khỏi. Bên cạnh cái aflatoxin thì chúng ta biết là còn rất nhiều các cái độc tố khác từ mốc.
thì nó cũng gây các cái ảnh hưởng khác nhau trên cơ thể. Nó có thể gây ngộ độc cấp, ví dụ gây tổn thương thận, gây tổn thương gan, gây tổn thương các cái nội tiết, rồi cũng gây ung thư rất nhiều. Thế chúng ta vẫn còn chưa được đánh giá đầy đủ và chưa được theo dõi, giám sát trong các loại thực phẩm. Các nhà khoa học mà nghiên cứu về vấn đề độc tố nấm mốc trong lương thực thực phẩm đã nghiên cứu và cũng đã phát hiện ra rằng thì cái nguồn gốc của những cái nấm mốc mà sinh ung thư không những là nó đã nhiễm ở cái khâu sau thu hoạch mà nó đã nhiễm từ trước thu hoạch. Có thể nói là những cái nấm mốc mà nhiễm từ khâu trồng cấy thì các cây trồng của lương thực thực phẩm thì đấy là cái nguồn gốc chính để sinh ra những cái nấm mốc sinh độc tố ở cái khâu sau thu hoạch. Tức là khi ta trồng ngô hay là ta trồng lạc thì xung quanh cái vùng đất mà của trồng ngô trồng lạc đấy là có rất nhiều cái nấm Aspergillus và Flavus này rồi. Chợ Đồng Xuân, một trong những khu chợ lớn nhất Hà Nội cũng như miền Bắc, khu bán đồ khô là đầu mối bán buôn bán lẻ với đủ các loại nông sản. Bày bán bên ngoài là những túi hàng được kê lên ghế cẩn thận. Tuy nhiên, bên trong kho lại là các bao tải lớn bày trên khắp nền đất ẩm thấp. Thời tiết nóng, ẩm chính là điều kiện thuận lợi cho nấm mốc sinh sôi trên nông sản. Cái nấm mốc mà nhiễm aflatoxin là nó có từ trước thu hoạch, nhưng khi sau thu hoạch với cái điều kiện nhiệt độ cao trên 30 độ và cái độ ẩm cao trên 12-13% hàm ẩm thì đấy là cái điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của các cái nấm mốc sinh độc tố aflatoxin. Trong quá trình bảo quản, đặc biệt là bảo quản lương thực thực phẩm ở Việt Nam ấy, thì đấy là cái điều kiện mà thích hợp nhất cho cái sự phát triển aflatoxin so với nhiều nước trên thế giới. Các cái nước vùng Đông Nam Á của chúng ta là cái mức nhiễm aflatoxin và cái hàm lượng aflatoxin nhiễm trên lương thực thực phẩm là cao hơn nhiều nước ở châu Âu. Kho chứa tạm bợ, bảo quản thô sơ, không được bao gói kỹ. Các loại nông sản 3-0 cứ bày bán từ ngày này qua ngày khác. Đi qua các sạp hàng, nếu để ý kỹ, chúng ta có thể nhận ra những con cá khô lốm đốm mốc như thế này. Vợ đó là mấy vợ đấy? Về cái các cái khâu trong cái quá trình mà sản xuất kinh doanh đó, thì cái khâu mà nguyên liệu nếu như anh phơi nắng mà không kịp thì cái ẩm độ trong quả ớt nó có đã có nấm mốc rồi. Cái thứ hai là cái quá trình sản xuất sang nghiền san chia đóng gói thì phải đảm bảo cái thời tiết cái độ ẩm nó đúng theo quy định. Ở trong cái tiêu chuẩn Việt Nam thì cái độ ẩm của ớt bao gói ấy là 11%, ẩm độ chỉ có 11%, trong khi mà không có trang bị điều hòa hay máy hút ẩm thì ở như phía Bắc này có những lúc mà ẩm độ nó lên 98%, cực kỳ cao, nhất là những hôm nồm, đúng không ạ? Thế thì cái điều kiện là bắt buộc phải có. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là phải tăng cường cái khâu kiểm tra, hướng dẫn để cái người sản xuất là cũng hiểu biết được. Một cái nữa đó là cái bao gói. Bao gói thì hiện nay là rất là sơ sài. Thế thì cái việc mà bao gói đó là bên y tế là cấp cái nhãn đó. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng hiện nay cái quản lý ớt nói riêng và các nông sản nói chung, một số mặt hàng ấy, là có tới 3 bộ cùng quản lý. Bên y tế thì là cấp cái giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đối với hàng tương đối là tốt ấy, thì có thể cấp cái giấy chứng nhận đó là kéo dài tới 5 năm. Còn bình thường là cấp 3 năm. Trong khi đó giấy chứng nhận kiểm nghiệm thì lại có giá trị 6 tháng.
Thì chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái khâu hở trong quản lý. Thế thì cái này là cũng phải thường xuyên hoặc là từng lô. Cái nhà, nhất là các siêu thị, cũng đề nghị là phải yêu cầu cung cấp cái kết quả kiểm tra từng lô để mà bán sao cho nó đảm bảo. Cũng như là ở ngoài chợ cũng phải có nhãn mác để mà bán. Tiếp nữa là cái khâu mà bảo quản trong cái lúc kinh doanh thì phải đề cao. Thì nặng nhất đó là cái khâu sản xuất và cái khâu mà bảo quản để kinh doanh, thì cái việc mà nhiễm cái aflatoxin là nấm mốc nấm mốc mà sản sinh ra aflatoxin B1 là nhiều nhất. Nếu bán lẻ, nếu mà để hàng tháng mà ở những cái cửa hàng thì cũng đấy là những cái điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm mốc rồi. Cái nấm mốc aspergillus này là phát triển thuận lợi ở những cái điều kiện nhiệt độ cao. Đó là cứ trên 20 độ C là nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của nấm aspergillus. Và cái độ ẩm trên 12% ẩm là cái điều kiện mà thuận lợi cho sự phát triển của cái nấm này. Thì kết hợp giữa điều kiện bảo quản của nhiệt độ và độ ẩm là tạo nên một cái sự phát triển tối ưu cho cái nấm aspergillus và cái sự tạo auxin. Aflatoxin là độc tố trong nấm mốc, rất bền với nhiệt, nên dù đun nấu ở nhiệt độ cao cũng không bị phân hủy. Đồng thời rất bền vững trước các men tiêu hóa, nên nó không bị đào thải ra khỏi cơ thể. Khi đi vào cơ thể, độc tố này sẽ làm hoại tử nhu mô gan, xơ gan. Nếu ăn nhiều có thể bị suy gan và tử vong nhanh chóng. Aflatoxin chính là thủ phạm gây ung thư gan. Giáo sư Thùy Châu, chuyên gia đầu ngành về nấm mốc trên nông sản cho biết. Nông sản nhiễm nấm mốc sản sinh ra độc tố aflatoxin thực sự là vấn nạn làm đau đầu các nhà khoa học Việt Nam. Thực trạng này có mối liên hệ mật thiết với căn bệnh ung thư gan ở nước ta. Mà khi mà nấm nó cũng còn đang ở trong cái giai đoạn là phát triển ở cái thể sợi, thì nó đã nằm chìm trong cái lương thực thực phẩm rồi. Thì cái lúc đấy là cái lượng độc tố nó đã tích lũy tương đối nhiều mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường. Đấy là cái mà chúng ta cần phải để cho nhiều người tiêu dùng hiểu được cái vấn đề là phòng chống nấm mốc không phải là chỉ ở cái việc mà để ngăn chặn cái sự phát triển của nấm mốc để đến lúc người ta có thể nhìn thấy mắt thường, mà là phải phòng chống ở cái giai đoạn là làm sao mà nó không tạo ra được cái sợi nấm mọc chìm trong nông sản. Có nghĩa là gì? Điều kiện nhiệt độ, độ ẩm phải rất là thấp. Và cái tôi nhấn mạnh là phải phòng chống nấm mốc từ khâu trước thu hoạch. Tức là phải ức chế các cái nấm mốc mà sinh độc tố đấy, nó đang nằm trong đất. Thì ta đã phải dùng những các loài vi sinh, có thể là vi khuẩn, có thể là nấm mốc, gọi là đối kháng, ức chế cái sự tạo nấm mốc và độc tố nấm mốc sinh auxin. Các cụ ta vẫn nói, bệnh từ miệng vào. Và rõ ràng, để không rước bệnh, ngoài việc tránh xa các loại thực phẩm có nguy cơ, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, thì mỗi người cũng cần cảnh giác với các loại nông sản mốc hoặc để lâu ngày.